The line, but now the things go wrong. I take a shot for you. Give me your love, give me clouds, never let you go. Give me your love, give me clouds, never let you go. Give me your love. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chân cứng thiên văn khá là khủng. Thực ra thì đây là kiểu chân, các bạn nhìn qua có thể thấy một số những cái điểm nổi trội của nó. Đó là đây là kiểu chân EQ này, và nó có tay điều khiển, các bạn có thể thấy đây. Thì mình sẽ giới thiệu nhé, thì cái chân này chính là chân của Skywatcher. Đó là chân Skywatcher HEQ5 Pro. Thì là chính xác tên của nó ấy, nó phải là Skywatcher HEQ5 Pro Skyscan. Tức là chữ Skyscan đấy, tức là có tay điều khiển, mà các bạn có thể phân biệt với các dòng chân mà không có tay điều khiển động. Đó. Thì chắc các bạn cũng đã từng nhìn qua chân EQ3D của kính Skywatch 50 rồi, thì các bạn biết cái dòng chân đấy nó khá là khủng để mà các bạn có thể sử dụng để quan sát những chụp ảnh. Thì mình sẽ nói lại, đó là chân EQ5, HEQ5 dưới đây. Thì mục đích chính của nó để mà giúp các bạn chụp ảnh thiên văn cách chuyên nghiệp hơn. Đó. Thì tại sao mình nói là chụp ảnh thiên văn? Bởi vì là bản thân nó là chân EQ, nó sẽ có khả năng bám mục tiêu. Cái thứ hai, nó có tự động để giúp các bạn có thể tự chuyển động bám theo mục tiêu trong quá trình các bạn chụp ảnh thiên văn mà không thể bị cái trạng trở, là mà thực ra như vậy nó sẽ tăng cường cái chất lượng ảnh của bạn lên thôi. Đó. Ngoài ra thì cái việc mà các bạn có thể không chụp ảnh cũng có thể quan sát hoặc là sử dụng những cái này để mà gắn những cái thiết bị khác, như kiểu là kể cả không cần kính thiên văn thế này nhé, các bạn có thể gắn trực tiếp những cái máy ảnh, máy DSLR hoặc là những cái mirrorless, có thể những cái máy chuyên dụng để chụp thiên văn. Nói chung là chân này sinh ra bên trên của nó sẽ là dùng trong nhiếp ảnh thiên văn là chính. Thì về những cái kết cấu của kết cấu của chân này, thì thực ra các bạn nhìn đây, thì phần mà các bạn sẽ quan tâm nhất đó chính là cái phần cụm điều khiển đây. Thì bản thân cái cụm này nó rất là nặng, và khối lượng của nó nhé, là theo như mình tìm hiểu, đó là nó còn tầm 10 cân đến 11 cân, nó khá là nặng đó. Ngoài ra thì về khối lượng của những cái khác như kiểu là chân chimbot này, rồi là những cái đối trọng của những cái thiết bị khác, nó cũng rất là nặng, cho nên tổng khối lượng của gần như toàn bộ hệ thống chân này nó rơi vào tầm gần 25 cân, sắp xỉ 25 cân. Cho nên là việc mà các bạn gắn những cái kính thiên văn lên đây nó rất là chắc chắn và giảm được dung nước khá là nhiều. Đó. Còn về từng bộ phận ở đây mình sẽ giới thiệu qua một chút. Ở đây các bạn thấy nhé, thực ra chân HEQ5 ấy thì bản thân nó chỉ là chân EQ thông thường, nhưng có điều nó sẽ được gắn những cái thiết bị động cơ đây và những cái mạch linh kiện điều khiển. Thì thông thường thì các bạn biết là để mà điều khiển được những cái để mà cho những cái thiết bị hệ thống này chạy được, thì điều quan trọng nhất của cái bộ điều khiển đó chính là động cơ. Thì bên trong những cái động cơ, bên trong cái bộ HEQ5 này thì nó có những cái động cơ bước. Động cơ bước thì với cái bước chuyển động khá là nhỏ, thì bước chuyển động của nó về tốc độ tối đa mà có thể cái động cơ này quay, nó là rơi vào tầm 800x, tức là rơi vào tầm 3.4 độ/giây. Thực ra cái thông số này các bạn sẽ hơi khó để biết, thì các bạn sẽ có thể tự tính được cái tốc độ so với cả tốc độ quay trên đất. Các bạn sẽ tính ra được cái tốc độ mà hoàn toàn cái bộ điều khiển cái chân này có thể quay theo. Đó. Thì trang bị ở trên chân này nhé, nó sẽ có thêm một cái thanh lốp theo như này. Thực ra thì một số kính thiên văn cao cấp ấy, và các thiên văn bây giờ họ đều trang bị thanh lốp theo để mà các bạn có thể gắn trực tiếp lên kính thiên văn, hoặc là sử dụng vòng đỡ kính ở đây, các bạn có thể gắn trực tiếp lên kính thiên văn cũng khá là tiện. Thanh lốp theo kiểu này thì nó là kiểu của Visen, kính Visen của Nhật. Thì thông thường những cái loại này bây giờ nó khá thông dụng rồi, nó không có quá gì khó khăn nhé. Còn về đây các bạn ở đây, các bạn thấy ra đây nhìn ở đây thì về hệ thống những cái cọng kết nối này mình sẽ nói qua một chút nhé. Ở đây các bạn thấy ở đây có sẽ để mình sẽ rút ra cho bạn xem nữa. Đây mình cắm sẵn luôn, các bạn thấy ở đây sẽ có 4 cái, thực ra là có 5. Về ở đây nó có 2 cái nguồn chính, đó là một nguồn DC 12V, đây là cọng các bạn cấp nguồn cho nó. Đây, ở trong cái bộ chân này nó sẽ trang bị sẵn cho bạn cái dây nguồn, một đầu sẽ là DC được nhé. Còn một đầu còn lại thực ra bản thân nó là một cái như kiểu ắc quy ấy, các bạn có thể cắm vào những cái ắc quy hoặc là cắm vào những cái cổng xạ ô tô để các bạn có thể cấp nguồn cho nó. Nguồn ở đây thì mình sẽ nói lại nhé, nó sẽ là 12V, và cái dòng của nó thì khuyên dùng sẽ là 2A để mà có thể tải và nuôi cho cái toàn bộ cái hệ thống này. Đó. À, bên cạnh nhỏ ở đây nó cũng nằm cổng cấp nguồn, thông thường cổng cấp nguồn này cũng là cổng DC mà DC nhỏ hơn. Theo như mình biết ở đây là cổng DC 2.1 thì ở đây nó là DC 1.1, khá là bé. Để trong cái trường hợp những cái ấy các bạn thể thăm ở đây. À không, không phải nhầm. Đây là một cái đèn báo rồi, mình không phải là cộng DC đâu. Cộng ấy, mình nhầm. Ok.
Ok, tiếp phần bên này nữa, đó là tay các bạn có thể là hand controller, tức là các bạn có thể cắm tay điều khiển này đây, mình cắm từ tay điều khiển vào đây, và cơ bản thì các bạn sẽ kết nối tay điều khiển vào cái bộ động cơ này. Đó. Tiếp theo đó là công tắc on off hoàn toàn bình thường này, không có gì cả. Và cái cuối cùng ở đây các bạn sẽ thấy là auto guider, tức là ở đây nó sẽ cắm kết nối các bạn. Thông thường ấy, nếu mà trong kính thiên văn các bạn sẽ biết nó sẽ có finder, red dot hoặc là laser, thì có một cái loại kính ngắm mục tiêu nữa để giúp các bạn xác định mục tiêu, đó là guider scope. Thì cái auto guider này cũng là một cái kiểu để các bạn có thể kết nối với guider. Thực ra cái bản dây guider nó như là một cái kính ngắm nhưng mà nó sẽ có lớn hơn và sẽ cắm ở đây để giúp các bạn có thể nâng cao cái chất lượng ảnh và cũng như khả năng sử dụng của nó thôi. Cái này thì mình sẽ không cần nói nhiều nhé. Về cái tay điều khiển này đây. Về tay điều khiển này thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có ba cắm kết nối, thì thực ra hai cái cọng bên này đây, các bạn cắm bên này hoặc là cắm ở đây chắc cũng được, đây bên này thì nó sẽ là cọng đầu tiên, là cọng hand control khi kết nối với cả điều khiển này. Cái thứ hai ở đây thì mình nghĩ là sẽ là cái cọng để các bạn có thể nối thêm, mình cũng không 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 rõ chắc là cái gì. Nhìn cọng này mình nghĩ có thể là cọng kết nối máy tính hoặc là gì đó, nhưng mà chắc không phải. Nhưng mà cọng này thì mình cũng chắc nó là cọng GS232. Thông thường cọng này sẽ dùng trong truyền thông này, tức là các bạn có thể kết nối cái này máy tính nó đều chắc chắn. Thì ra bản thân nó cũng có com để các bạn có thể hoàn toàn điều khiển từ chiếc máy tính của bạn, để mà cho chiếc kính này nó chuyển động thông qua máy tính, hệ thống các máy tính nó dễ hơn. Đó. Đấy là về cái tay điều khiển. Còn về những cái kết cấu cơ khí của chiếc chân này thì mình sẽ nói nhé. Ở đây thì bản thân là mình chỉ đang một cú trọng thôi, vì bản thân cú trọng rất là nặng, nó rơi vào tầm 5 kg cơ. Nhưng mà vì mình chưa tải kính thế này, cho nên mình là nghĩ mình gắn hai cục nó sẽ hơi nặng, nó hơi cảm nó sẽ làm cho kính nó sẽ hơi ấy, cho nên mình sẽ gắn một cục thôi. Nhưng mà theo kính này nhé, theo cái chân này nó sẽ có hai cục hỗ trợ để mà các bạn hoàn toàn để gắn những cái kính cỡ lớn như này, cỡ khúc xạ như là chiếc X-Folder hoặc là một số kính của Sapsa, rồi là một số kính khác để mà chuyên dụng trong các bạn kính văn đó. Thực ra còn một cái điều nữa mình muốn nói ở đây, đó là chiếc chân này nó sẽ có thêm một cái kính ngắm 6 bức cực ở đây nữa. Bạn xoáy ra và sẽ thấy kính ngắm 6 bức cực, nó chính là Bolt Finder. Thông thường thì chỉ những chân cao cấp ấy, thì nó mới có những cái này thôi. Về chức năng của cái phụ kiện này, nó sẽ giúp các bạn tìm kiếm 6 bức cực. Thông thường ấy, mọi người dùng chân EQ ấy, có một số quy tắc như mình cũng đã chia sẻ từ những rất nhiều video rồi. Đó là khi sử dụng kính thiên văn ấy, các bạn setup để mà quan sát hoặc chụp ảnh ấy, thì các bạn luôn hướng hướng cái trục này, hay khác là trục thân ống theo hướng bắc. Ở đây các bạn ra dễ hơn, các bạn nhìn đây này, ở trên phần chân của nó, phần phía có trọng này, nó sẽ có chữ N. Thì đây nó chính là ký hiệu của chữ góc góc là phía bắc. Để khi mà các bạn sử dụng, các bạn luôn hướng hướng cái trục trục này, thực ra nếu mà chính xác hơn thì gọi là trục RA, luôn hướng hướng bắc cho mình. Và thực ra có một cái ký ức nữa là cái quy tắc nữa là, đó là cái cục đối trọng hay thanh đối trọng ở đây nó phải đi vào một trong ba chân. Thực ra làm cách này nó sẽ giúp cho cái hệ thống kính của chúng ta, hệ thống chân và kính của chúng ta nó sẽ cân bằng hơn. Ngoài cân bằng là nó sẽ đối cái trọng tâm của nó sẽ dồn vào trong ba chân, nó sẽ làm cho kính nó khó bị độ hơn. Chứ nếu mà các bạn để này nó chơi vơi trong giữa thì nó thực ra nó rất là dễ độ. Mà thực ra thì để mà xoay được cái đối trọng này sang đây rất là khó, bởi vì họ đã nhà thiết kế SkyWatcher à, sản xuất rồi. Hãng sản xuất SkyWatcher họ đã có những cái ốc như này để mà chúng ta phải siết nó chỉ theo một hướng thôi. Chúng ta không thể nào xoay được cái chân này theo một cái hướng nào đấy, cái trục ở dưới này theo một cái hướng nào, nó chỉ theo một hướng này thôi. Còn ngoài ra ở đây có một thêm một số những cái chốt để giúp các bạn thể xoay xoay trục kính đây. Đây cũng giống như EQ thông thường thôi. Một cái điểm mà các bạn sẽ hơi thắc mắc đó là chân tự động của EQ ấy, hay chính xác là chân này nó sẽ không có những cái núm điều chỉnh để mà các bạn chỉnh bằng tay đâu, mà hoàn toàn thì nó sẽ không có gì cả, nó sẽ như thế này thôi để giúp các bạn có thể sử dụng cũng như là chụp ảnh và quan sát thôi. Đó. Còn một cái điều nữa mình muốn nói ở đây là cái kiểu chân chỉ bóp của nó ấy. Thì để mà đỡ được hoàn toàn cái hệ thống như này, tất cả những cái chân như này, thì cái chân chỉ bóp của nó rất là nặng, và cái đường ống của nó, thông thường các bạn biết là những cái chân chỉ bóp thông thường ấy, nó chỉ tầm 1,25 inch là rất là lớn rồi, nhưng cái chân này đến tận 1,75 inch cơ, nó rất là to. Bởi vì nó to như vậy thì nó mới có thể đỡ được hoàn toàn cái hệ thống kính của chúng ta. Đó. Ok, thì chắc là như vậy mình cũng chia sẻ với các bạn tất cả những cái điều mà mình muốn nói về cái chân này. Thì thực ra những chân này nó thực sự nó rất là tốt, nhưng mà về cái khả năng sử dụng của nó, mình nghĩ nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với cả một số chân kiểu gốc sơn hoặc là những cái chân của Nexta ấy. Bởi vì cái setup của nó rất là dễ, nó không khó để mà, tức là bình thường các bạn sử dụng những cái kiểu chân của kính 6SE, 8SE hay là Nexta của Trung của Sechon thì các bạn setup cho nó
bạn sẽ phải dùng cái chức năng Skyline để mà tìm số những cái điểm để cho kính có thể tính toán ra. Còn về chân EQ nói chung và tự động này, nó bạn chỉ cần setup cho nó như cái chân EQ thông thường, như cái chân EQ sử dụng cơ khí hoàn toàn, thì như vậy là các bạn đã có thể tìm được và bám theo các mục tiêu đối tượng dễ hơn rất nhiều. Thực ra về bước setup thì mình đánh giá là cổ chân EQ dễ hơn rất nhiều. Không biết các bạn như thế nào nhưng đối với mình nó sẽ như vậy. Đó. Ok. Thì đây đúng chính là một điểm mạnh mà mình nghĩ là chân EQ HEQ nào hay là các dòng chân EQ mà có tự động nói chung ấy, thì nó sẽ thuận lợi hơn so với các chân khác. Ok. Thì đó là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Thì video này mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Nếu mà có điều kiện thì mình cũng sẽ muốn test cái chân này xem hoạt động ra sao. Ok. Xin chào tất cả các bạn nhé.